Rồi vô. Ê chờ đã mấy ông kiểm coi. Kiểm coi được chưa nè. Là Lên tiêu không? thôi nhỉ. Ok. Link đi. Ờ mày thấy bạn Rồi đang đó. live stream ấy. Rồi em thấy bạn Đó đang live stream. có coi gõ chưa đó. Tạm biệt mọi người, tôi đi đây. Hay sao thấy chim sao? Được. Xin bé. Đẹp quá đúng không? Bé Hả? không 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 gì thì chỉ cái thiền nữa nha. Rồi chia nhau đi, có cái lò nung kìa. anh không đâu đi xa thế Gì? Sao gì? Kế bên spawn đúng không à. Lọc rồi, lọc rồi. Lọc thay rồi. đá ơi, không có đá. Bỏ bát, bỏ đồ nhanh thế. Đâu nãy tìm cái hang ngon về là luôn. Để thua. Hang đó là cái Xin tổ ấm không phải. nhỏi. Mình xin nhỏi. Có thiệt sự hỏi cục đá nào luôn ấy. Còn đi đi ngắm ngắm như đó kia. À thấy Nó không có, nó không có tự đánh dấu đâu. Nghe ngu rồi. tôi lượm được cái bao mát rồi nhé. Tôi thấy ai đó đang đi tới gần tới con golem. Ai đó à, cái cứu đường đen nằm ngay giữa ngôi lem, những em chạy qua mình hốt cứu xong chạy tiếp. À, là dạy rồi làm đi bạn ơi. à, mà xứng đáng không mà chết an luôn. Ủa rồi sợ gì vậy? Sắp tối tối rồi lên nhanh quá không đỡ được. Làng không nhỉ? Chưa 13 phút nữa. Chưa thấy dấu hiệu của làng chứ. Ồ, có mì chả nè. Ồ, Đang có đá chạy mì. rồi. Lên đường. Hút cương đen nè. Sướng thế. Tốt rồi. Ngay cái tốc độ đánh rồi đấy. Đáng rồi đó. Là Con bị hai con golem kia, dí. con người Tuyệt vời. Hàn đó làm được không? Con thằng người Hàn cũng làm được không? Hay là vẫn phế?
Ủa thằng kia là cái thằng thằng người Pakistan gì vậy? Còn con kia vui vậy. Quái gì vậy? Mình không thấy quái rồi nhá. Tại vậy thôi. Rồi luôn. Chúng ta xa tích mùa khơi. Thằng Golem. Thật sự là không có con quái nào spawn cho mình luôn ấy. Chui thế. Quả mày đồng lắm. Đồng hồn hồn luôn. Mày, tôi thấy ông này vô chi. Ồ. Ủa bạn. Hồi giá hồi giá. Ghê thế. Bước lại đây, mày đánh anh em ta đúng không? Này, cảm ơn bạn yêu. Chụt chụt. Có tí đồ ăn không cho tôi xin thôi. À, Buchi. À. Trả phí bảo kê. Trả phí bảo kê chứ, trời. Ông 5 tiêu rồi. Chạy rồi, nó sắp nhanh lắm bạn. Ok. Thì bảo là anh em đồ phí bảo kê. Ừ, tí chứa vô đồ chưa? Xứng đáng các bạn, mình có đồ xứng đáng lắm, khỏi lo. Nè, có đồ ăn rồi lấy không? Có, lấy chứ, không lấy được. Chết tên ơi. Tôi thấy một cái đây mà ta. Đây nè. Làm hơn người vậy. Gì, ồn lập đá của bạn nhiều vậy? Xuống chỗ tôi rất nhiều đá mà, dưới đất có chạy đá mà, không là đồ nơi đấy. Ôi, nhìn xuống màu xanh. Để tôi ra tôi hút cái đen xong chạy về kìa. Có đồ đen chưa? Có không chưa có. Thì cái đen cứng quá không lấy được. Đây là chỗ tôi nãy tôi chế ra cái cuốc. Trời ơi cuốc rồi nhưng cái đen đập được, cái đen vẫn khác nữa. Ôi. Nó không phải là bị bàn của Lem dí sợ chứ. Ôi, sao đây tàng nguyên hiếm thế nhờ. Bây giờ mà không? Có chứ. Mình đã thấy đá hay sắt hay gì đồng gì luôn, buồn hết. Tối vàng nè. Bạn giữ đi. Nhìn cái nền tôi thấy nó một điểm tí nữa ấy, không ổn rồi. Mày chị hỏi gì đấy? Chị hỏi ra quái bói ra đấm cái gì? Hả? Ngầu đó bạn, tự tin thế. Á mình ở rìa map hàng gì vậy? À, trong đây có nè. Chịu. Rìa map chả có thế cái mẹ gì hết. Tôi đâu có nạp tiền ra được đâu. Like, làm vui vẻ. Apple Pod đêm 9 with the bird. You know, looking at her. Tụi thấy đạn không? Chưa hồi. Tụi thấy blue gem rồi. Không phải cái đạn rồi, không phải cái đạn. Ui bạn ơi. Đạn. Bạn không phải là hướng dẫn viên du lịch xịn sò. À, nhận quá hàng lắm không nhận không phải. Ai mở hết gương đây vậy? Để thấy là bà la thôi, tôi nghe thì chưa vô đâu. À. Ô kìa, Wing of Lottery kìa, ngon kìa. Ui, sến. Ui, tôi được cái Go Big X nè. Xịn. Ô, Wing of Lottery là gì quên ta? Đi bước nó đâm qua Falling. À, vậy nhảy đánh được. Xịn. Nhảy xuống mới nha, chứ không phải là nhảy lên. Xuống hả? Ừ. Sao vậy xuống được, vừa rơi đánh luôn, xịn mà.
Để tôi cầm cái đó là cái cung á, tôi vừa rơi, tôi vừa bắn có cái sniper scope nên tôi auto quit. Đây. Thế. Cái nào không biết luôn á. Bây giờ em thấy hôm qua tôi toàn là rơi xuống mới bắn không? Có lý do cả. Chết. Thật sự tôi đi chả có cái gương nào luôn á. Và lại đó là chuyện trình lấy cốc nữa sao mà mất thì vậy. Một cốc. Một cốc là quá đủ. Đói quá không có thức ăn. Buồn thế nhỉ. Cái giá phải trả cho chuyện trình cốc ấy. Thì cái chỗ mình không spawn một con bò luôn ấy. Not a single bò. Đi qua hướng kia. Nó giờ có hai bà trái táo. Để biết làm gì. Nó sống qua ngày rồi, nó mình. À, quá tới rồi. Chị coi. À, chết mẹ rồi. Ôi mười lá. Mẹ bị quái rép mọi người ơi. Bị quái rép. Chai nữa gần mười lá không? Mình không thấy là gần luôn á. Mình không thấy gần tí nào luôn á. Được. Mẹ mười lá chết nào chưa? Mình cũng chả có cái gì trong người á. Mẹ cũng bị quái dí đi chứ. Buồn quá. À, đen quá. Chui chữ. Xa mình xa lại. Lại mình xa lại liền ý. Rồi kiếm được rồi. Coi hề mày đó đi dần qua một chỗ bà la chờ không có bà đó có kinh nghiệm rồi. Đừng đi tới mấy cái chỗ mà gần bìa map nó đéo có cái gì của nó hết. Không có đá, không có quặng, không có gì hết, chỉ có rương. Chiến thôi con chó này. Ok mọi à, người chú có tôi, nếu mà tôi thấy bức tượng là tôi hồi sinh chưa? Nếu đi qua bức tượng phải, nhưng mà nó đứng xa đi xa quá. Kìa yeah. Là anh thấy bức tượng hồi sinh đi. Không thể hồi sinh. Sao vậy? Không tiền hả? À? Anh đang bị rep. Tôi ăn được. Ăn được ừ. Ừ. Này. Hay quá. Hay quá. Tí nữa. Hay. Báo đi. Tuyệt vời. Hey, chạy ra khỏi khu này ra Thanh ơi. Nó phế và liền đi. Hello Vala, chào mừng đã trở lại. À, mình quay lại spawn cũ của mình nè, chỗ mình chết luôn. Chứ mà cái đó hồi sinh là sẽ là spawn cũ ấy. Chứ mà là hồi sinh chơi chỗ của chạy ra chọn đâu. Ai không ngồi cách. À, vì bạn xứng đáng. Nè, à, quái nó vẫn còn ở đây à, mình chạy đi bà đó. Ai có chiêu homie. Ông sao quá, ông cứu rồi. Sao quá, sao quá. Còn không có làng lưu hiệu nữa. Chán vậy. Đừng nghe tiếng chị hồi quái quái đấy. Thiệt mẹ. Thiệt mẹ luôn. Em hồi sinh ngay chỗ cũ quái còn đứng đó luôn á. Mà mình đã cánh báo ở trước rồi mà. Thế mình lên. Đây mình ngồi xin giờ, hồi là, từ nay mới đi nghe bức tượng luôn. Hand whip. Mẹ cay thiệt sự ý. Hồi sẽ mất tiền vậy. 25 đồng mỗi lần, sau này nó sẽ nâng thêm lần trước, rồi end game là 90 mấy đồng một lần. À,
gán mà sống để hai lần đọc tôi chứ bộ cắm đầu chạy đi bạn. Bạn mới hai lần đầu của mình hồi nãy rồi đó. 50 đồng. Đây đứng dậy đi. Hai. Quá rồi đừng dí em nữa làm ơn. Mất cái kim khác rồi buồn. Phải làm phải quá. Bạn chạy bạn. Nó phá nhà mình kìa. Kệ nó bỏ nhà đi bạn. Giờ đừng có làm nhà làm gì nữa. Không, điệp mẹ nó lỡ thấy mình rồi. Phải liền. Yo. Chuyện kêu này sao quen thế. Yo. Kiểu là kiểu như nào ông ơi. Tôi không kiếm cho bạn cái sao á. Khá là quen. Mình quen lắm luôn. Đây mấy con phò này. Mình là thức đạo Ucha Instinct chơi lại ba chơi bản đó rồi hả? Ghê vậy. Chết mẹ, bấm nhạc đá, triệu hồi rồi. Chết rồi luôn. Vui chi coi chưa mất 25 đồng nữa đâu Vui chi. À, tôi đứng nghe cảm ơn cái bên tội nè, chết đi, hồi sinh cho. Tôi sợ, tại tốn tiền lắm ấy, nên là sống sao cho ổn đi. Ôi, tôi nghe tiếng chụp rồi. Mình sống ổn, mình sống tốt. Wow. Được, bán được. Sợ thì sự. Nó quánh bay cái quần mình luôn. Chả con quần mặt thật á. Đêm thứ 3 đúng không? Là đêm 2 chứ. 3 mà. Đêm thứ 3. Ôi vô lem mà. Đừng mà được spawn nữa mà em không có thức ăn. Tôi đi xa chỗ cái tượng đó rồi nha, bạn chết mà không cố nữa. Tới lượt bà la, thấy đường ra anh đi kìa. Mình ổn. Để bạn làm được mà. Mình cũng tin. Bạn nó thật sự ổn. Ừ, bạn thật sự ổn không? Ồ. Lấy cái thiền rồi nha. Phải đánh vòng thôi, golem đây nhiều quá, phải đánh được. Ai đó chấm cho mình đường vào đất liền nhé, mình đứng ở cái bờ biển này chả có cái gì hết đấy. Giờ bạn chạy vào đây được nè, đứng... Ồ, không, cái này ở đứng ở đường bờ biển mà. Ít nhất nó hướng mình tới một nơi nào đó, không phải là cái chỗ này. Không được á. Sai từ lúc chọn phong thủy á. Ô, được Ancient Vault rồi. Dựa, dựa vậy? Nhanh dựa. Tôi tìm cái đe luôn rồi. Ôi trời má. Kênh dĩa đi bà là. Ê, kênh dĩa ra ha. Kịch khủng ấy. À, chiến thần có khác. Đã đập được cái đen. Ai. Bạn phế ra lò. Ở đó, rồi xin cho. Tốt quá. Đến lần trước ghi bao nhiêu này phế bấy nhiêu ạ. Tài. Tại mình linh cảm rồi. Mình có linh cảm rồi lò rồi. Mình đứng ngay cái tượng. Mình đã sẵn. Con nào mới đắng mình ấy nhỉ? Kêu. Đôi ba liền mình đéo né chiêu được, còn bộ quan xương thôi. Con nào buồn là nó bắn mình đấy. À, hiểu rồi con này. Đó. Oh my god. Thêm người nữa rồi đó. Oh my fucking god. Trời ơi, hai thằng nó vào vô cái nhà đánh tôi kìa, không có thấy công bằng rồi luôn. Mẹ. Trời ơi, có đàn bò nào không? Làm ơn.
ta thiếu protein nữa. Nãy giờ ăn toàn chất xơ đó. Đi chết. Chấp nhận cao. Vẫn chưa giới thiệu của làng nha. Nhắc không tiền cho mấy bạn này chứ. Hề sợ bo đứa đéo gì. Buồn lên. Có tiền rồi nha, cũng không có, không cứu được nữa rồi đấy. Dạ gì. Buồn lên. Giờ này có lẽ không trông cậy vào làng được rồi. Thôi mình phê quá để mình kiếm làng cho. Ok. Mẹ ghê mà tối hơn bao nhiêu, mẹ này xui quẩy với nhiêu. Như vậy là nãy giờ bạn chết 3 lần phải không? Là tầm 80 tiền đó. Như những gì Tha nó từng nói, perfect đi 3 lần. Anh cho đi xuất đi. Tha nó xuất đi. Chưa mà la. Bạc đen lắm. Khóc gì mình. Mẹ tưởng spawn chỗ nào, spawn ngay chỗ cũ. Sao à, không? Ủa, vàng ai mở từ đây hết vậy? Không free. Không, màu vàng cơ. Không, màu vàng mở, nó mở để thôi chứ không hay mở đâu. Không biết sao mở, mở đóng gương vàng đó là đầu game gì không? Tao ra vậy à, sao chỗ này nhìn quen đấy nhỉ? Ừ. Rồi mình tránh cho đó đi. Mà là sắp đến chỗ của gia anh kìa. Không, chỗ này xa lắm bạn. Xa lắm bạn, còn xa lắm mình nhầm rồi. Đi đất, ở làng. Không phải làng. Lần thứ ba rồi nha. Hello. Mình đang qua làng hả? Không. Chả cái đó. Lấy một dòng bờ biển sang tay đó. Chết đó. Nấu nướng thôi. Ồ, không phải cái vườn này hả? Đâu. Nó không có gì đâu. Thôi anh ơi, đừng cho bon nữa. Mình là người lấy đâu? Trời quên. Bì quách rồi. Mình đối thương rồi. Không phải cứu bạn đâu, chết chắc rồi. Ôi, bì mẹ. Đêm thường này cũng không thể nữa. Trời ơi, đã yếu gì chứ. Bạn đen lắm bạn. Hai con gù lên. Ôi rồi. Em yếu lắm em. Ui da. Em không có tiền. Nứt xa bò là bất tử. Không có bất tử cái đó đâu bạn ơi. Ất trời. Quá lắm anh vậy. À đây. Mẹ thế. Chúng ta có thể reset game này không? Yêu gì đi. Mình đếm chưa được game. Bạn đứng xa quá, chạy lại chỗ của mình đi. Mẹ. Trời. Quên in. Chỗ mình thường bôn 3 con golem. 3 cầm chương quá. Nãy rồi chạy chẳng chứ mà mới chê. Chỗ mình hơi sợ bao quái mà. Game tốt quá còn gì. Hơi bị tâm lý luôn đó không. Chụp lên nè. Em chết 4 lần rồi. Ai còn tiền cứu nha. Đừng hồi sinh mình nữa. Mình đéo đéo đến muốn chơi nữa. Tâm linh khá là mạnh đấy. Mẹ. Tức thiệt chứ. Tâm linh nên sân xuất hiện ở đây. Hình như đây là làng phải không ta? Em ơi. Làng không người à? Chỗ này là làng không người. Làng á, làng á, làng á. Làng á. Có làng rồi kìa. Ok à. Ờ, có làng này. Chờ nó bán gì? Kiểu chờ rồi, tôi qua luôn. Kìa kìa, đầu củ cải kìa, đầu bông bông xôi kìa. Đầu bông... Nó có bán rìu adamantai. Này. À, còn nào nữa không? À...
Hiện tại à, có hai bắn khung à. Chờ người anh em. Ui, ui, mắc thế. Kiếm thằng bắn cuốc ấy thôi. Có bàn chế cung sẵn luôn. Nè, à, được chết ba lần. Một lần bạn thôi, ba lần đâu. Tức quả liền à. Cay thế. Quá, sao bà quá đi hết chưa? Tôi nghĩ em xem quá đi hết chưa? Có lò nung luôn ngon. Chắc đi rồi. Dạ không? Dạ, chắc nó cũng phá nát cái nhà mình rồi đấy. Hãy đứng lên hai lần nữa đi. có chỗ spawn không và lan ngay khu này luôn. Chú qua làng có ông đây rồi, có rồi. Không, này là bắn người không đây. Cái gì mới bắn cuốc chứ. Có bắn người không bắn cuốc. Chị hơi nản. Đang còn cuốc nhiều hơn người. Chị mới qua thôi. Mẹ. Thịt bò tưởng ăn hồi nhiều máu lắm. Cô bán nhiêu tiền vô nhìn lại. Ờ, cô làm người bán nhiêu tiền vô nhìn lại coi. Adamantai là màu xanh lá là cứ 75 đồng. Mày ra 95 hay 75 thì 75 rồi. Làm 75, chỉ làm bên tay 75. Đây anh ơi, làm ơn chấm, mình cần người bảo kê. Chấm đi, tôi qua chỗ rồi là cái này bảo kê không? Đây mình lấy cho bạn miếng thịt, nhiều thịt lắm. Không gì ngoài thịt nữa. Mình có 8 cục rồi. Ok. Hết làng, bị hết làng. Qua đêm nay là chắc đủ đồ mua cuốc rồi. À mua về rồi. Không có nào bắn kiếm luôn ạ. Không cần kiếm đâu, không cần kiếm, cầm người ra đánh được rồi. Đêm mới năm mà. Gỗ trắng khu này có ba, à, có cây. Cái game đúng là chế độ medium có khác. Medium. Mà chết rồi, bị dí rồi. Chạy đi. Chạy đi. Các bạn hãy chạy đi. Trời, chạy như nào? Trời, bị ban dí nè. Bạn qua lượm đồ lên có cây gùi vàng của mình đó. Ủa, ông gần chỗ tôi mà qua lượm đấy. Bà lá, bị phải kìa. Đó là hồi sinh đúng không? Thôi, quái nhiều vậy liền. Có cần tôi hồi sinh không? Ờ, hồi sinh cũng được, nhưng mà đợi tí. Mình cảm giác nó đang qua chỗ mình ấy nhờ. Đang qua chứ đâu, đang qua đây. Điệp mẹ trái. Rồi, xin được rồi đấy, vào đây ra hành, hồi sinh đi. Thank you. Vô. Mẹ, hồi tối. Ngồi bao nhiêu giờ cho một con chó. Buồn vậy liền. Ui. Ui, con boss, thôi. Rồi xong, end game rồi đấy. Giây phút này đã end được khi hồi sinh và lan bên ba mà ăn tiền tôi. Tiền tôi ơi. Đừng hồi sinh mình phế lắm. Sao mình nghe giống có thứ gì đang bay về phía mình ấy. Ờ, như vậy phải không? Không đúng nữa. Ờ đúng nghe có thứ gì đang bay về phía tôi nè. Vừa mới mình nghe thấy tiếng gì đó ra hả? Tiếng boss chứ tiếng gì? Tiếng boss. Are you good? Một chút ra chơi bù đâu đây. Mình thấy mày anh mới đang bị gì bê 20 cây dí hả? Đi, ủa dí gì ai vậy? Hẹn gì không chứ? Xin được ý. Mày chết rồi, reset gặp nhiều người reset gặp. Reset đi. Mày là chết nhiều quá. Không có tiền mua đồ ấy. Rồi, chết quá rồi, ngon. Ừ, mà không kiên chỉ tới đây lấy từ bạn đi.
cẩn thận. Ôi dồi ôi, hai người chết hết rồi à. Ừ. Mình không có gì gì. Mẹ game này đếm thiệt chứ. Reset đi vậy hả? Không mà ổn rồi. Bị giật hàn rồi. Không ổn. Người ta mình tốn tầm bắt gần 100 viên hàng để cứu. Mà là không có tiền mua đồ luôn. Nghiệm bên lì ní. Rồi, làm lại hot lobby mới nè. Này rồi, không có quái, này sờ bao không có quái. Ai đời giờ không được hả, phải chia cặp ra đi nè. Nếu mà ở trận này chơi là 3 người 4 người, bao nhiêu người chơi được? Nếu trận này đi 2 cặp dễ hơn ấy, nhưng mà do có 3 người phải tách lẻ ra đi, phải có chịu dễ chết lắm. Rồi vô đi, rồi la vô đi, vô đi. Mình tách lẻ chưa? Không, đúng hơn là do càng nhiều người chơi thì càng đi tìm map dễ hơn thôi. Hai bạn đi chung với nhau đi. Gây dài, gây dài. Thế hả, qua nãy được rồi. Hét lên mấy bạn không cứu mình là được rồi. Anh nãy được rồi xịn về lời luôn mà để thua, buồn quá. Rồi, chơi đi bà. Bà lấy à? Bà lấy đi đâu vậy? Đợi tí, cháu làm nước hay gì? Bà ly ly. Má vô, ổng ngồi mình khóc nữa thôi. Game cuối nha. Mẹ mình mà thấy không ổn mà mình ao con mẹ nó ra đi. Ai lâu ai đi. Ao anh em khác à? Mẹ, kiểu phong thủy nó không hợp kiểu đéo gì. Phong thủy không hợp vậy chứ. Đi toàn gặp quái, mẹ bò thì không thấy, thức ăn không thấy, vàng sắt thì cũng không thấy. Buồn quá đi. Đúng kiểu ra ngoài biển chơi với dế luôn á, chơi với quái. Có gì phải buồn không? Mình thua thực lực mà. Hay chữ. Nào mình phải kiếm một cái tổ, một cái hang làm tổ ấm mới được. Rồi đó có bot map vậy nha. Đây. Nhanh thật sự. Này có 1 nè. Tôi có cung rồi á. Ok. Kèo này nắc quái thôi, làm ăn nữa. Nè rồi, mình thấy quái rồi đó nha. Kìa. Nữa. Nhiều quái. À, tự chơi hiểu rồi là. Điểm hiểu ý. Cầm đất ăn chết nó đi, quá đầu game mà. Không mà quái cầm xương chứ không phải quái nhỏ nữa. Quái cầm xương luôn. Nó lùa dễ mà. Lùa dễ đâu. Chạy chạy tròn người nó đi bộ tròn ấy, đi ngang quá. Mấy thấp nó dễ nữa. Nó đánh không nổi đâu. Ok à, lọc thế, hai rương đen cùng chỗ. Rồi, thời tới. Nhưng mà mạng như vậy. Không có người đá đây. Không, lát nữa cơ. Ừ, lát nữa thì có thể. Dễ lắm. Núi này là của mình nhé, không ai được lên nhé. Rồi, chắc hơi cần. Mình là sơn tặc. Mình là sơn tặc. Nét tôi ông lén lên xong bảo là quá vô loot. Rồi, đúng là hợp lý. Đúng quá vô loot rồi chứ có thế nè. Té hợp lý như thế nào. Hãy được con người, tôi đi đây. Giờ mình cực lạc. Cảm thấy bản thân là tổn thương bây giờ chỉ được cái gương đen nữa hết. Có thể mấy bạn lụm hết rồi. Không, mình hứa mình chỉ lụm 3 cái thôi. Phải lộn. Ít quá ha. Ừ, ít quá. Nó nằm kế bên nhau mà. Chó đầu game dễ. Dễ.
hàng trăm thế. Mới nắp xong còn bốt. Ờ có dân làng hả? Gì? Hai. Bên đây tôi đã liền luôn. Hỡi người nè, chúng ta triệu tập ở đây coi. Hình như có Lên sau đi, à, sau đi. hàm ăn cuốc, cái hàm ăn cuốc, cái hàm ăn cuốc luôn. Ngon, tham thôi. Nè, đó, đóng đóng đồ tụi bên đấy. Đá nhiều lắm. Không, đang cần 75 vàng để mua, 75 vàng để mua cái cuốc của thằng kia à. Hai, phải làm vàng. Sống sót qua đêm cái đó. Dạ anh ra đây tụi tôi. Chị hỏi mấy cái chỗ để đánh luôn nè. Dạ anh ra đây. Trời Chả gì tối rồi kìa. mình Đánh đang nữa. đào than Khỏi. hả? Về khỏi đi. Để đêm sau, đêm sau đánh đi. Khỏi đánh luôn giờ không được có sao. Ê, lên Tôi thôi. solo Chiến được chiến cái chiến đó chiến. mà. Chiến thôi. À thôi mà đánh cho mình nha, bye bye. Có tầm ghê. Có ba cái trụ lận, làm được ba cái đi. Ngầu vào. Nè. Thiệt luôn. Chào bạn. Cảm ơn. Mình đi từ từ, mình thấy thiền mẹ rồi. Nói gì không? Tôi có chịu hồi liền. Ui giời ơi, chết rồi. Quái nó không bao ra nữa. Sợ. Ông sợ tôi không sợ. Em à, đi vòng quanh vậy nó sống. Chết. Dạ đi đáp. Đi đi đi, đi tiếp đi tiếp, chuyển tiếp luôn. Buồn quá. Tôi lên tới kìa. Ủa lên tới luôn. Ông yếu máu rồi đó. Kệt, đánh chính tôi rồi, chết rồi. Tôi không có đồ hồi máu. Rồi luôn. Tôi có đồ hồi máu rồi nha, ông phải tự lo đấy. Mình lo được, không phải lo cho mình. Kệ, ông lấy cái đó đi. Ném nó dừng làng lắm đâu vậy bình thôi ấy. Tôi quên rồi. Quên rồi chứ. Đâu mình khô đồng hồ bên kia cơ. Nè đó. Lửa kìa. À, đang tới. Khu này không có đồ ăn. Không có đồ ăn. Đúng lúc thật sự. Quái không chỉ mình. Quái chỉ với mình nè bạn. Có một sự ế. Quan dưới mình rất là đông. Rất là đông luôn, rất là đông luôn ấy. Nó đã qua một ngày rồi, là khối tài sản của tôi là không đồng. Không giết được một con quái. Mẹ đêm. Thề muốn mình sống sao nhỉ? Mua chi về về làng không chứ tôi tài trợ cho ông cái cuốc này. Cuốc. Ui, khu này có táo à ngon. Thôi. Về làng thôi. Về làng làm ăn xin. Lẹ ông đi ra qua lẹ bà đi lại vậy. Làng đâu rồi? Anh đấy. Nghèo vãi cà lìn à. Bên hộ cái. Bây giờ tôi mua đồ cho ông. $75 cái cuốc. Đủ rồi, tôi 7 76 rồi. Đâu bên coi, bên coi. Thật cái đe đây luôn rồi. Tầm than tí giờ đang thiếu than. Làm được cái nồi nung với lò nướng em. Ừ, làm nó bro. À. Mình không có đồ. Vậy là thế, nãy giờ làm gì vậy? À, vậy đi đánh boss đó mà. Là ao chỉnh là thế lụm, là lụm linh đây mình vừa tới này lại là kiếm thằng bán cuốc đi tôi mua cuốc cho
Ta thấy rồi. Có con boss blue gem gì, purple gem ngay luôn. Này boss đó không quan tâm nữa, tại vì có bản đồ. Nè, bra bra, dạ, lên đây. Rồi, tôi có, lên đó làm gì? Có cái trụ, đây đánh không? Tôi có được cái cây cuốc xanh lá này. Có cái trụ này đánh không? Đó, dạ. Chờ cái. Cho miếng thịt này lấy không? Này, hồi máu đi. Hồi đâu có táo rồi. Ăn đi, cắn lên mà, đánh. À, chiến này, chuẩn bị chiến nè. Rồi, lên đi. Trời. À, đến vị trí này khó chịu đó. Nó cứ rơi xuống hoài. Thấy vào đây làm cái gì đó. Mình đang rủ ý, mình đang farm ý. Ai? Đó. Quá. Mấy bạn dẫn quái về chúng mình nè. Buồn thế. Nó tự tới cho ông mà. Ừ đúng rồi. Unacceptable. Sao tối rồi kìa, da sắp chết rồi kìa. Không sao. À, về làng đi, khỏi có mua cuốc, mua cái cuốc cho bà la đấy. Mua rồi. Tôi có đủ tiền. Mua hả? Mua rồi. Về làng. Cuốc xin chị hồi tại có rồi đó. Bà la có chưa? Nghe tí. Giờ mình còn một người đi đào đá, đá tiếng với mình này. Tôi đi không? Mình phải lên đường. Tại đây mình gửi cho cái cuốc xanh lá đi đào đá tiếng này. Nếu cho bà la đi, tôi chúng mình tối tiền đâu mua được mà. Bà đi từ mình đang chế đợt để xây nhà cái đó. Trời ơi, xây cái gì nữa ba? Ủa, mấy bạn có thịt được chưa? Có rồi. Ăn thịt sống. Rồi, ta ăn thịt sống mà, mình cắn đồ sống mà. Ok. Dừng nấu mà. Vậy đừng lấy đồ nướng của mình nha. Lát nữa có thịt nướng thì tiếng quá. Mình sẽ là tiếng hoa tiếng hết sau. Đây cây cuốc xanh lá nha, nếu không ném cho bà là cây cuốc xanh lá thì tôi có rồi. Là có chưa? Cuối cùng cũng đào ra. Nãy sao toàn bí này. Ai kêu bạn là người tuyến tiến chi? Ờ kêu. Trời ơi, có nó kìa. Hey. Đó chính là tiền nhau để chưa mua đồ đâu ấy. Ngay ở liền. Đừng giết người. À quên, đó là người. À quên nè, đánh những gì vậy? Tức như là kêu rồi, mình bị bí mà. Hai. Ok, bị kẹt. Rồi, chính gai tôi đi đánh chưa? Chết tới này. Chết mẹ luôn, thiệt ý. Thề sao nó toàn mình toàn bị dí vậy? Tôi cũng bị dí mà. Ai cũng bị dí đấy. Đâu có độ không cần rồi nó thôi. Thề. Thôi chết rồi giờ. Mới đêm thứ hai mọi người. Cây quá liền. Ông chết đâu rồi xin chưa? Dạ con. Chết rồi. Chết rồi. Còn một đống ý. Ông chết đâu mới được tôi ra rồi xin. Kìa, nó có hiện mà, phía sau bạn ấy. Phía sau ạ? Sau lưng, phía sau lưng ấy. Lưng hả? Dạ. Đây đúng không? Rồi luôn. Ăn phát luôn rồi. Cứu tôi dưới, cứu tôi dưới đi. Ok, hồi sinh em trước kia. Ê. Giờ anh em, đứng dậy đi nào. À, giết nó xong, bị ăn cục đá của nó nên chết luôn rồi. Ông chưa sinh được. Cái này đâu phải đồ mình. 10 giây nữa. Này, cả bạn này. Này của bạn này đúng không? Nhìn là biết của bạn rồi. À, mình quay lại trở làm người chuyện sự. Đấy làm đợi. Là vàng của bạn nè. Link của bạn nè. Bản đồ của bạn. Cầm thú của bạn. Thôi để đó hết. Có ai đó cho. Cố mình nằm gần đây, nằm gần đây nè. Cố nó gần đây. Ai là người bán cuối nhỉ? À đây rồi. Đây. Ông hết máu rồi kìa. Nãy bên đây có thằng nào bán đồ nữa không ta?
Đó là bắn thật à. Chạy thơ. Tức quá liền. Hay rồi, sự comeback của mình. Thế là đúng rồi, giờ xin là đúng. Ai lấy 4 cái cung của mình rồi? Không có rồi. Thôi mình đi văn đâu rồi. Văn đâu rồi. Mới gì khác không có mình nhé. Ờ, cái là đúng rồi, có không? À đây, tôi thấy rồi, ok. Nếu được thì mấy bạn chế tạo thêm đi. Đang có đây. Này, sẽ trở lại mãnh liệt của mình đây. Dạ vậy. Sẽ farm tất cả thịt của mình này. Dạ, nhấc rồi đi, nhấc rồi đi. Ủa làm thấp máu vậy? Nhờ không có máu luôn đấy. Cái gì mình đây mà? Ông đây có, trong đâu có máu đâu. Ông đây mà. Ông đây rồi, chắc mình tôi bị lỗi. Mày có đá không để mình tạo thêm cái lò nung nữa chưa? 15 đá rồi. Ờ, đá đá rồi, còn gì đó. Rồi Hành à? Đó. Có đá không? Không. Thế hai người mà chụm vô một cái bàn, cái lò nung. Ây ôi. Ủa mấy cái khi chế đạo cái gì? Tôi đang đào đá nhưng có hàng kia nó chạy kế bên tôi luôn mà. Tôi mà không ngưng người ta ăn đánh rồi. Thôi. Lệ. Ở mấy hàng có cái cây cung của một cây cung xanh lá mà cầm nó đánh địch đi. Cái đó đánh mạnh lắm. Ủa đợi chưa? Chúng mình xin chết trần làng lấy gương nè. Ừ nhá, mình chưa nhá. Mình cần rất nhiều dân làng ở đây lại. Ít nhất là phải đi farm lương thực cho tụi nó. Của tụi nó. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Vì Hành, qua đây, qua đây, qua đây. Có thêm cục đá màu tím nè. Ok. Đêm thứ 2 rồi, đêm thứ 3. Ủa, ổn á, chuyện đánh ổn nè. Đánh ổn á. Ừ. Nó chết có mạng à. Nó chết mạng không sao? Chết chuyện thần kinh rồi. Ai cầm cuốn xanh lá qua đây, xanh dương đọc lá, xanh lá ra đây, chập chúng tôi coi. Tốt thời gian. Đi, mấy bạn đi đi. Mình ở nhà làm giàu đây. Hình như bên kia có làng kìa. Làng nào? Tí qua thử ơi. Sống vào đêm nay trước được. Ông lấy đi, ông lấy đi, ông lấy đi. À đây, đây. Tôi hết chỗ chứa rồi. Lấy than, lấy than, đào than luôn đi. Lấy đi, lấy. Đào được mà ông đào nhanh mà, sao sao. À, đó quá xà bao rồi nè, chúng mày đánh nhau. Ồ, mà chưa có giáo, chưa ai có giáo mà được. Ok. Mình kinh doanh bất động sản đây. Thôi thôi. Lo sao đi. Cái gì ông cơ. Game sao tôi hốt hết rồi. Đừng tìm. Cái này ổn. Yeah. Bên sáng rồi, tí rồi. Trời, farm tiền kìa, đỉnh. Tí giờ họ gần mua kiếm mới mới cầm cuốn mà đánh cũng được mà. Kiếm mạnh, kiếm không, kiếm đánh đâu hơn. Kiếm nó đánh đâu. Kiếm đánh. Ý nó là cái kiếm là đâu bán kiếm 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 cái lá đâu, chữ kiếm hình vuông à. Chiếu hơn. Mua lỗ. Ừ. À, ông nào có 3 đồng tiền lẻ tôi xin ra tôi mua thêm cái cuốc cái rìu chứ. À có. Có rìu à, bán rìu ở đâu vậy? Không, ý là tôi cần vàng á, thằng này rất vàng. Có một thằng mắng rượu trong đây, thằng cái đầu cây á, mà nó không có giá. Nè.
Một cho cái vàng, em kêu điều. Ơi, nó bán nhiều giỡn, nó bán nhiều giỡn. Dạ. Để qua làng kêu cho em thử coi cái gì không nha. Ừ, qua làng kia coi. Ủa nãy tôi nhớ có thằng bán nhiều xịn mà đó à. Có thằng bán nhiều xịn đánh đi chết thử rồi. Ở cái làng đó đúng rồi, mới đúng là cái làng. Nhưng mà golem hơi nhiều tí, phải đi Có đường bán vòng. kiểu xịn không? Có bán kiểu xịn kia tôi qua. Rồi được qua. Có hàng không? Có một cái an sinh, có hàng bán an sinh bao nè, 250, 250 vàng. Cái thằng có hả? An sinh bao, ừ. Bón hả? Bó, bao cái cây cung ấy, an Đây sinh xin bao. bao 200 năm mà mắc. Chú vừa đã mua ấy. Chứ là ráp lên luôn. Có hàng bán cây nè, nhưng mà bán cây gừa mi thiêu rồi chứ không tới anh Amantai, bán mi thiêu chứ bán Amantai. Hơi buồn vậy. Shit. Bỏ đây là đom golem thôi. Chết chết rồi. Thì đẹp mẹ lại bị dí rồi. Sao cuộc đời này còn bị dí vậy? Đây không có đồ xịn lắm. Mấy đứa bán ăn trình bao, một đứa bán có bán có bán Flint nè, Flint năm năm vàng một cái. Đã năm vàng năm miếng chứ. Mày Này thấy miếng chết thế à? rồi. Cay thế nhờ. Chết nữa rồi à? Bị dí, bị ba con kia dí. Đó. Kiếm chỗ hồi sinh cho nó. Đừng 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 hồi sinh trực tiếp đi, hồi sinh trực tiếp mà. Chỗ mình có ba con golem nha mấy bạn cẩn thận. Sao ra là được. Ra là được chứ nhầm. Đọc xong Adamanta cái gì? Hay và lìn ủa nãy mình nhớ gần đây có chỗ hồi sinh mình đâu có à không làng này làng mới hả làng mới khui đá tím à đào đi mé thì bọn mình ba con golem ạ à. Thà chỉ ba con này đi là dễ rồi. Cây quá. Bắn tí đồ ăn đi. Tí đồ ăn quá. Cái làng rồi. Ở đây. Chỗ mà là chết là cái làng. Không, khá xa. Xa hơn một tí. Hết đồ ăn nữa rồi. Qua sẽ bao tới nữa. Hay revive mình không? Đấy. À, dạ. Dạ ông gần hơn mà, thì bám đi. Đang qua. Ông đâu rồi? Không biết. À tối rồi mất cái spawn luôn rồi, lát nữa cơ. Không revive được đâu. Bên sớt hả? Anh nhìn mọi người đánh quái mà thèm ấy. Buồn quá luôn. Nó thà tôi biết bọn dân làng này ghê. Muốn xem trong gương nó có gì không để chờ con này bắn bắn đồ tệ quá. Kiểm gương được mà. Không được, kiểm gương tôi bị thấy, nó đánh tôi liền. Chưa thử rồi. Tôi kiếm gương được không không có lấy đồ được chứ.
Hả? Dai bị kẹt vãi lồn thôi, bị block rồi. Thôi chết. Không chết rồi. Mình chết luôn rồi, mình bị block. Ai. Bị một thằng cản sau lưng. Đi không được. Ai có chiêu hồ mí? Có tượng hồi sinh đâu đây không ta? Để xem thôi, đâu có tiền đâu. Mấy món vừa mua mở gương hết tiền rồi. Như thì vai bình thường cũng cần tiền đúng không ạ? Không, không có, không có. Chạy qua chỗ đó hồi sinh tới. Tiền dưới đất kìa, tiền dưới đất kìa. Hi 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 hi. Shit. Này thì ngồi đi thôi. Này thấy chỗ có hai người. Ủa mình lụm hoa làm gì? Nút cuối thì đi về cái gì lên về cái bường hả? Ừ đúng rồi. Ba miệm. Nó rớt là tôi xuống tới biển nước luôn rồi kìa. Hai đứng dậy đi. Wow, bạn lụm luôn tiền của mình. Lụm gì? Chẳng có lụm gì đâu. Bạn chạy ngang tiền của mình luôn. Cái gì đâu, cho phải gì hết nha. Thôi, bớt. Đó là lễ phí nha. Ừ, lễ phí, có 10 đồng với nhiêu, trời, với nhiêu luôn. Bạn đừng lấy lễ phí của mình nha, mẹ mình đéo còn cái gì hết. Lấy rồi. Bạn đi đâu mày, cứu mình chứ. Cứu. Quên. Mình có cái gì. Thấy xác mình màu mèo hóa. Ê! Rồi xong. Gì vậy? Bạn lấy lễ phí mẹ. Lấy lễ phí đó. Tôi đã chừa bạn đó hả? Lấy cái cuốc ấy, lấy lễ phí đâu. Ok. Ok. Gì? Không, không gì hết. Vậy là có đồ hàng free cho mình xài rồi. Ui! Lỡ đánh nhầm rồi. Bấm nhầm rồi, gì? Không. Bấm nhầm giữa gì? Diễn luôn đi. Ủa ông có nhặt là nhầm đồ của mình không? Sao mình hết mẹ đồ rồi. Mình có kiếm, mới được. Kiếm một cái thứ. Không có, vậy đâu biết được. Ở mất mẹ cái kiếm xanh lá, là xanh vuông. Nó văng xa lắm. Tôi chết luôn rồi. Chết rồi. Ừ, quay lại cú vậy. Rồi luôn. Mất cả chì con chài luôn. Nó văng xa lắm, kiếm kỹ đi. Nó găng xuống nước cẩn thận. Yeah, I'm looking for it now. Shit, đấy bọn dân lạng mà chạy dẫn tôi đấy. Bà ta. No, mình cần tù, mình đéo có gì cả. Đúng nghĩa đéo còn gì trong tay luôn ý. Đây. Giờ còn mỏi thịt thôi. Ơi, bọn dân lạng rồi vô, nói cái. Dân làng chỗ nào ấy? Hỏi coi, dạ anh, anh bánh dân làng nào vậy? Hả? À, tôi cũng chết nữa. Ờ, nhìn vô biết luôn dân làng nào rồi. Này đây. Gì vậy? Nè, trời. Đi du ngoạn. Tối tối kìa, du ngoạn gì chết bây giờ. Mình chết sẵn rồi, mình chết trong tim. Là chết trong tim. Giật cả mình. Người còn gì mà. Giờ xác mình chả còn gì hết đấy. Mẹ mất hết. Buồn thiệt. Cay quá. Giờ anh hồi sinh được chưa? Còn 20 giây nữa. Nghĩ là pha này nếu mà mình chết thì mấy bạn đừng hồi sinh rồi nữa, mình nghỉ đây. Mới chết tí mạng mà, lo gì. Mất hết đồ ý, cay. Nó văng sao chứ mà nó mất đó. Ừ, nó rớt xuống nước là mình vô phương cứu chữa rồi. Gì đó, à đánh như vậy. Giật khỏi mình. Rồi.
À có đập cái làng vậy. Gì đó ơi, giờ dân làng đâu vậy? Giờ nào xin được chưa? Chắc là được. Để qua. Chết, phải lo sao bằng quái này rồi. Không chết đâu vậy. Ở đêm tới không lấy được rồi, để lát nữa. Mình nên nghỉ xét coi, chưa cái mới không ta. Chưa có mới nữa. Chứ quả để này bạn... mà lao hơi cay rồi đấy. Thôi, fine, các bạn chơi đi. Thôi, hay qua set go luôn đi. Go vậy đấy. Chứ quả này mà lao không cay quá rồi. Bình thường mà. Bình thường mà. Không sao hết, các bạn chơi đi. Lát nữa mình chết thì mày nữa là mình nào tu bổ game thôi. Giờ mình trả buồn làm gì nữa, mình đi du ngoạn mình mở hồn thôi. Mẹ đây hết chưa danh bất động sản nó lấy hết tiền mình luôn, cay thế. Chơi góp tí tiền cho rồi đó. Không không. Sao gọi ông boss ra rồi la. À. Gọi ông boss làm sao luôn ra. Để chết sớm hơn. Đây đó. Bro. Gọi đi. Ờ, ai có chiêu vừa tôi tới đây. Cho tính lệ phí nha. Mẹ. Mình để dành để mình mua cái rìu ấy. Đọc phàn chết nhân làng mua rìu vậy nữa. Gì buồn, còn hàng ghê á. Chắc đi kiếm làng khác mua cái rìu, tôi đang cần cái rìu. Này là sự đánh dấu sự trở ngại của mình. Sẽ trở nại chứ. Sự trở nại rồi. Không. Sự trở ngại thì hay trở lại. Bạn chết đừng làng mà chứ. Ngồi ôi má. Dạ, được gì? Rồi. Thành chưa thành công rồi hả? Có mấy thành công rồi hả? Không. Đang nghe mùi toan. Tăng là tăng như nào cơ? Ông sắp chết nữa rồi. Ừ. Ồ. Tiếng vang này. Đã tới thôi. Chạy hướng tôi được không? Tôi có được xịn đi con được. Tiếng la này có vẻ quen thân thuộc quá. Ừ đúng rồi. Mình đi tìm đường cứu nước rồi. Mình vẫn ổn. Mình ổn ngay liền. Cái gì đau dữ vậy? Ở đâu vậy? Thằng dân làng còn lại nó xuống nó quýnh tôi luôn. Vậy là anh đâu mà nhẽ mà chả anh đâu. Đây. Nó anh tưởng mà thấy đâu mà. Thôi quả này hỏng mẹ nó rồi. Không tự tin thế. Thì thằng dịp bài. Nhưng chắc không có tiền cứu không thôi chứ sao bao lại tốn thời gian quá. Thì cái con bức tượng này còn đang cứu không? Trời ơi, ông chết có gì còn có cần... Ủa vậy? Chết gần vậy? Ê, lên đường cứu rồi là gia anh thôi. Đồng khổ mà anh em. Mình chết rồi. Mình chết trong lòng. Mình sẽ đi loot cả thế giới này. Thì có chết nha, đừng có nằm rồi. I know. Sao hình như lại đứng bên kia vậy? Rồi, sự trở lại. Ra hạt, bạn có nhìn mình không ra hạt? Không. Anh nhìn mình đây. À, bùi chuyện thì ba coi khạc lưỡi mà la. Ôi trời ơi.
Nó khạc một cái với người hết máu à. Đấy. Đó là kỳ trường hợp như thế. Chết chết rồi. Kiếm cái tụi hồi xanh đi. Ở kìa. Tao chết hết con mẹ rồi vậy. À thôi. Gái, I'm about to chết. Mẹ thề. Mình tưởng Mu Chi còn xấu nếu hồi sinh mình chứ. Rồi tối mẹ mình đâu có xấu hồi sinh mình. Có hơi trễ không? Mẹ giờ này rồi. Trời ơi. Dạ rồi, bà là qua đêm nay thôi, qua đêm nay thôi. Đúng, đúng lên boss luôn chứ. Lên boss nè. Ôi dồi, chết mẹ rồi. À, gán kiếm bất tượng hồi sinh mình đây, mà hứa mình gánh tim cho. Bước mình ngon lắm, coi lo. Không hồi sinh được buổi tối. Không hồi sinh buổi tối hả? Chạy đến sáng cũng được. À, bạn cứ chạy đến sáng cũng được. Đấy, em thấy đám, bao đám người liền dưới đằng sau lưng không? Chạy của nó đi. Tụi liền. Chạy thôi. Ok, tưởng kìa. Ôi kìa, chó nữa. Hai cái tượng nằm kế bên nhau, coi không bấm nhầm nha. Trời ơi. Mọi người coi, mọi người để lại cái gì cho tôi kìa. Yêu các bạn, yêu mấy bạn. Đàn quân người đá đi à. Chịu luôn. Đừng dí tao nữa, xin đi. Điều dữ dằn mở đi gương nữa chứ. Đéo hiểu luôn. Anh thủ. Thì bạn có cái tâm trạng mở cái gương uống hả? Mẹ ơi. Nó cao thủ kìa, ơi không nhưng mà nhiều quá. Kéo mà đi sao nhỉ? Không free kìa. Đánh nhau đi. Nhau đỡ rồi, đánh được. Ai ơi. Chết mẹ rồi, mở nhiều quá quên nữa. Trời ơi, xong phim luôn. Má má, đạn bớt, thật sự. Chơi biểu luôn. Gặp bạn mấy con đó kiếm tiền rồi. Nắc tụi nó đi. Ôi. Bạn bị nắc, bạn thấy bạn nắc rồi chứ không phải là nắc bằng nó. Bị nắc ngược ạ. No, calm down, I got deep. Đừng để mọi người em tới nha, tới đánh chết đi. Hai. Hai. Ủa mày hay. Cao vậy? Mày cao vậy? Tiểu hay. Mày cắn nó vậy? Chạy. Rồi em kìa. Rồi, không rồi. Vừa có điệp rồi, thôi chạy về hướng mà tôi cũng được ấy. Con bắt căng cực tới từ vị trí của bà la. Thôi đánh hướng một vòng rồi, đang hồi sinh bọn tôi cũng được đấy. Vô nắng nó đi. Bắt đâu. Bro, you wanna knock, I will knock you, bro. Đó một dòng thì kêu hồi sinh lại coi. Đừng mở gương nữa hả? Không ạ, mình còn tiền đi không? Đừng mở gương nữa. Mình đang rất là thèm đúng không? Mình đang muốn sự trở lại. Ừ, biết là bạn trở lại rồi, nhưng mà hồi sinh mình trước đây, tên bến boss nè. Thôi, hồi sinh mình, hồi sinh mình ra anh cho khỏi lo. Búp mình nhiều lắm, khỏi thôi. Mình không thấy mấy bạn luôn. Sắp tới rồi. Đó, hay cái xác đấm được không? Chạy thẳng. Từ, cái xem đi. Để mình thu lại phí. Thu lại phí, không có lại phí đâu, không có tiền. Không có tiền mà, thiệt. Những con người đam mê gách cha. Không có lại phí đâu, trời ơi, quá nó tới luôn kìa. Người đằng sau đi kìa bà la. Oh, đây rồi, cái giáp mình, oh, này. Ồ, oh, một cái thùng lại phí ngon vậy. Bạn nó hết tiền. Chịu. Không chịu, chịu bạn luôn á. Ờ rồi sao trả tiền nè. Ném mới đúng rồi. Tính gì tính, để sau đi đánh bánh cho bạn kia trước. Mà hồi sinh ra anh đi, mình đi kiếm tiền này. Quá dí kìa, hồi sinh như nào. Ờ hả. Xong rồi. Hồi sinh Jahan chưa? Giờ mình để sẽ mình quan sát và la coi bạn ấy thấy hành xử thế nào. Đúng rồi. Để mình tạo cái lò nung. Tạo. Ôi Jahan chết đâu chưa? À đây. Mày rút chết tuốt trên trời vậy? Nha, trời ơi đau. Trời ơi. Mày đéo mày cho bác ạ. Trời ơi tủ ấm. Mới vừa xây luôn. Bọn cà chớ.
Hey. Còn gì Tôi quá có đáng tiếng xa không? xa kìa bà là. Này mà đánh chưa vậy? À Ừ chưa hàng đánh. đồng bộ đó là hàng quýnh tôi đấy. Mẹ. Cho mình xin tí sắt chứ. Mình rất Cho cần hả? sắt. Đây đây đây. Đã có đồ bom rồi tôi ném cho. Ông đó tôi còn có 13 cục thôi. Ủa đồ mình đâu hết rồi. Dặn tú này. Lemonade bro. Gai gai gai. Không biết ông bị What? lộn mấy. Tiền đó là tiền của con golem mới rớt mà. Nhưng ngôi đây đó mình nhìn thấy trước đó là tiền của mình. Rồi, Đây là cho mình xin tí sắt mình làm cái đe này. bạn đâu mới được đồ chứ đạc còn đánh văng mà. văng mẹ nó hết rồi. Đi kiếm 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 đồ thôi mọi người. Ui chi đồ đâu mà Binh ơi. Bên ông văng chỗ nó quăng quăng xung quanh cái chỗ của ông thôi nè. Này có than không? Có than nhiều không? Than nhiều không? Rồi, than không? Cũng một than. Than nhiều quá. Mất hết đồ rồi, không thấy đồ đâu luôn ấy. Đó, chống mình hồi nãy rồi sao than? Nãy mất mẹ đồ hết. Trời, nạn quá. Mình hứa là nó không có văng đâu, nó không có mất đâu, văng đâu xa thôi, nó văng xa lắm. Nơi có mẹ hay xuống biển không chừng. Rồi, sự trở lại lần hai. Trở lại thì cũng mình cái đông quá. Mình đang làm kinh tế. Rồi Han ơi, hiện giờ bạn có một nhiệm vụ mình cần bạn làm là đi farm đá đi ra Mình còn cái nịt ấy. đây để mình đầu tư cho Đích bạn. thị là mình còn cái nịt thôi á. Ừ, quả này mình đang chịu hòa bớt cái đánh nhau luôn nhỉ. Ok, đừng đừng đừng. Giờ này boss chưa ra là game có nhân từ của mình lắm rồi đó. Ừ, đúng rồi. À, giờ tôi không có gì tôi đánh nhau với nó luôn á. Bạn con đi. Hồi nãy mình cũng vậy đấy. Mình còn mỗi cái rìu này này. Bạn đéo. Hồi nãy mày ăn hiếp tao được. Nhưng giờ tao trở ngại rồi. Ui. Chết tiếp rồi. The fuck, ok. Làm bộ giáp đi, trời. Ừ, quá nó nắc á. Làm bộ giáp đi, xin lắm Có kịp đấy. tranh đâu. Calm down, calm down. I got it, I got it. Cái 222 giây nữa tôi mới hồi sinh à. Chơi bời đồ gì nữa à. xin được, tao cho bằng chủ thôi. Got it, I got it, don't worry. Không. Con bắt không phải đang không xuất hiện. Quá tới kìa. Trời ơi, dạ, ông để lại cái gì vô con tôi vậy? Mày có ở Mày đâu? Không bắt nữa mà. cũng mất rồi mà. Người mới bắt lại bà la bạn qua cô chết mình không? Nope. Kéo lại chỗ ổng, kéo lại chỗ ổng. Nope, 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 Đó, nope. kéo lại chỗ ổng. Nope. Ông có tình trạng này, ông không có sự lựa chọn này đâu. What the fuck? Rồi sau luôn thì hiếp vô tập thể luôn. Bye bye, tôi bye bye Mu Chi á, giờ tôi bye bye mở la này. Má. How can you do Nào, có mất chúa tể, bị thần đánh nhau. mình tin bạn làm được mà, bạn sẽ làm được thôi. Đá đồ của bạn dăng ở đây nè, thấy không? Đâu? Đấy, sau lưng kìa, sơn bà la kìa. Đâu không phải. Đồ tôi đồ xịn hơn cơ. Game Gã đồ tể cây rìu ạ. này dễ. Game là dễ. Em nói gì nữa hồi sinh mình. Mình hồi sinh nhanh lắm. Nãy giờ chết ít mà. Đó có đồ mình lại lượm ra lượm làm đồ ấy. Lượm miếng ấy. Đóng đồ Lệ mình. phí không? Lệ phí không? Không phải phí đâu, tiền Ừ, gọc cái lệ đồ đó hết vẽ tiền rồi còn đâu. phí. Who's your daddy? Láo này. Ôi rồi, sợ làm sao vậy? Dạ, anh, dạ. Mình nghĩ Dạ, hồi là sinh bằng vừa chỗ. rồi nhé. Hồi sinh Mình bằng nghĩ chỗ. là vừa rồi đấy thì khổ quá à. Không sao, không Hồi sinh sao, bằng mình chỗ gánh được. đấy. Mình gánh Bà được, la mình bất gánh. tỉnh. Mình
Và la dính cái búp cộng thêm máu mỗi khi giết rồi, nên là và la bắt đầu kiểu mạnh lên từ từ ấy, tại vì trận trước rồi khỏi lo. Tóm thấy đi đam không, 204 kìa đó. Bây giờ bọn nó phải gọi mình là daddy rồi. Ta kêu ra một ra hồi sinh coi giỏi. Ờ vài ngày rồi hả? Tôi chết nhanh mà. Đây chết có lần nhiêu? Ta chết hai lần chứ nhỉ, chết hai lần. Ra làm đồ dùng đi. Mình đang đi kiếm đồ nè, nướng đồ các. Tranh thủ xin tí lệ phí. Không lệ phí đâu mà xin. Sao mày lại nghèo vậy? Mình chết, mình nhớ mình chết nhiều nhất mà. Mày đi mở gương nhiều các bạn. Nhưng mà gương không ra gì thôi. À, trời muốn ra hạn ạ, mình có rất nhiều tiền. Mình có rất nhiều tiền ra hạn ạ. Rồi xin nóng đi. Đâu mua gì? I got it. Bạn có xuống luôn cái giày mình hay sao? Không hề. Bạn xuống luôn, bạn xuống cái giày mình hay sao đấy? Không hề. Nó có thấy cái giày mình rồi. Mình biết, bạn biết số vàng này mình lấy từ đâu ra không? Được rồi. Mình đào mỏ ấy. Đào mỏ ai dùm từ đó giờ? Dạ. Yeah. Đào mỏ vàng. Ai có cái tượng không? Ai thấy tượng kêu mình nhá. Tượng. Chó điện, ở kìa. Đào! À! Ở đây. Ở đây, vị trí. Bên đi. Ủa má. Bên đây, đó đèn. I'm right here, bro. Tiếng kêu rất là classic luôn. Ôi, chết mẹ luôn. Wow. Không, giờ đúng kiểu là phải reset game rồi, tụi nó mạnh quá rồi. Ừ, bị trễ đấy. Giờ mình mấy 200 máu mà nó phạt một phát chết luôn ý. Ờ, mà đúng rồi, tại mình đâu có gì người đâu. Trời ơi, hả ổng, ông chi kìa, ôi ôi. Shepping. Shepping. Đỉnh. Ờ, vui đi hết chú thể rồi. Ui đi hết đi. Game này phải dừng được rồi, không chơi được đâu. Chờ cái gì xin đi đâu. À, đồ của trận hái chó xong buồn ghê. Mấy bạn cô đam nhận của mình kìa. To bị đập thôi. Rồi, vậy là có tới 45 bao ốp được hả? Ủa? 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10. Ừ, hình như vậy. Đấy, ông kiếm vàng ít hơn tôi. Ờ, ông kiếm vàng gần ngang với tôi luôn mà ông mở được 39 cái gương vậy. Mày ảo được chứ. Mình kiếm vàng hình như nó không có tính là vàng mà giết quái. Ờ. À, lú chứ. Mẹ, giết thì vừa vừa, mẹ đam ít, đam vừa, đam điêu vừa thôi. Mẹ đam tách kênh như là một vị tăng cơ vậy. Còn bị dí thôi. Mẹ bà đấy. Bạn nhận có 1.300. Tớ Thanh nhận 700. Mình nhận 2.000. Ôi ôi. Thôi nghỉ đây. Thôi chơi tiếp nữa. Có chơi tiếp không? Mình trầm cảm. Ok, okay.
Mấy bạn đâu rồi? Bla nghĩ rồi, bla trầm cảm rồi. Tối chơi tiếp. Tối chơi gái hay chơi hát đi.